Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Phúc Bang. Hiện tại thì mình đang trên đường đi vùng cao. Thì thấy bên cạnh đường đang có một anh đang chuẩn bị cày nương. Xem, ui dồi ôi, cây này. Em chào anh. Cây này khó cày thế nhỉ? Đấy. Cây này trồng ngô à? Ui dồi. Này trồng ngô đúng không? Hay là trồng lại trồng cỏ? Rêu tam giác mạch này mà. À, tam giác mạch ở chỗ này thì đẹp rồi. Rêu thử được chơi thôi. Thử xoay xem nào. Hay là đá nhiều đúng rồi. Quyết định trồng tam giác mạch à? Vâng. Mình gieo mấy tam giác mạch đây. Ôi đá. Thế là anh em đi du lịch đâu có chụp ảnh đây không? Đúng rồi, cái này đẹp đấy. Ôi dồi. Chú tên là gì nhờ chú nhỉ? Hả? Anh tên là gì nhỉ? Tên là Phú ạ. Phú à? Dạ. À, anh Phú chuyển quyết định là chuyển đổi số làm trồng cỏ này sang trồng tam giác mạch. Đấy. Nhưng mà cây ở đây thì cả buổi cây được bao ngày thế à? À, khó quá nhỉ? Khó. Đấy. Đá nhiều quá. Ở đây thì ngay bên cạnh dốc cua Bác Sum. Đấy. Đây
xuống dốc. Khó đấy. Hỏng hết răng đấy nhở? Chậm thì hơi tê tay một tí. Rất khó nha các bác nha. Ai cày đá này mới biết. Ôi rồi. Rất là khó cày. Nếu mà không cẩn thận là nó sẽ lăn cả máy cày ấy chứ, đúng không? Không cẩn thận là lăn cả máy cày. Đấy, đấy, đấy. Ôi, nó cuốn nhiều quá rồi này. Nó cuốn cái rác nhiều quá rồi. Anh ạ, nó cuốn rác nhiều quá rồi. Không thể nhanh hơn được. Hơi dốc một tí. Anh chưa là lưu nhất lên đấy. Lên dốc. Như vậy là anh Phú quyết định là trồng hoa tam giác mạch ở đây. Ôi rồi, sắp đổ rồi, sắp đổ rồi. Cẩn thận đấy. Đấy. Nó đục đá này. Đá nhiều quá. Mỗi chỗ này mà lâu thế còn chưa xong được. Lại quay đầu.
Đấy. Một đá là đá này. Răng động cơ hai thì đấy. Đấy, phải cẩn thận đấy. Không cày nữa anh? Không cày nữa à? À, cày xong bên này á? Đá nhiều quá bỏ. À, đá nhiều quá bỏ. Cái này trồng tam giác mạch là đẹp lắm đấy. Cẩn thận hòn đá kìa. Cái này là đường lên nhà mình à? Đường này này. À, đường này lên à? À, chúng ta cũng nên xem cái nương của anh Phú như thế nào nhá. Nhiều như nào. Xem nào. Đây, sẽ là đường lên nhà anh Phú. Này nếu mà sau này trồng thì cũng rất là đẹp đấy, ở dốc cua này. À, cũng làm thành đường. Ồ đây, rất là đẹp. Đây, nương của anh Phú. Chị thì đang làm ở phía dưới này. Đây nào. À.
Quốc Nương à chị? Quốc trồng tam giác mạch à? Chỗ này trồng tốt đấy. Trồng tam giác mạch nó được nhiều hơn ngô đấy. Nhà bên này à? Nhà chị bên đâu? Bên dưới này à? Trước đây là trồng cỏ nhỉ? Chỗ này trồng cỏ nhỉ? Cái gốc cỏ này nó còn chắc quá. Cỏ voi nhỉ? Nhà nuôi nhiều bò không? 5 con bé bé à? Có nuôi lợn không? Thế là gì cả? Trồng chỗ này thì gần đường thì người ta chụp ảnh thì trả tiền cho đỡ phải làm ngô không được mấy đâu. Định bao giờ trồng? Có giống chưa? Mua về rồi gì? Nhiều bao nhiêu yến? Một yến à, mua ở đâu về? Đồng Văn à? Lỡ nhà cô bé. Trên ở chỗ nào? Phong Khoang à? Cây của nó có phải cây màu đỏ không? Màu đỏ nó mới đẹp. Chứ màu trắng không đẹp đâu. Chỗ này nữa à? Chỗ tất cả xung quanh là đất nhà mình hết à? Thế là tốt quá này này, sau này người ta chụp vào chỗ này chụp ảnh rất là đẹp à. Làm vài cái chỗ đặt xếp đá lên. Bảo anh Phú xếp đá lên. Mày đẹp đấy. Chỗ xanh xanh kia không phải của mình à? Là đường họ đã làm đâu. Cứ làm trồng vào tạm đã. Thế thì lại không ấy nhỉ. Lại không được gieo vào, không cho xuống đấy cũng nhiều phết đấy. Chỗ này bình thường là nếu mà trồng ngô thì được bao nhiêu bao ngô? Bốn đến năm bao á? Thế là trồng ngô đi à, trồng tam giác mạch vào được mấy triệu cũng được rồi. Nó khô nhưng mà tam giác mạch thì chắc là trồng được, trồng hoa cải cũng được mà. Đúng rồi, nắng không được ăn đâu. Ôi rồi đấy, cuốc cái này hay hơn mà, như bên anh Phú quay cái kia còn mệt quá. Nếu hôm nào mưa là mình gieo thôi, mùa này gieo là tốt rồi. Vợ chồng anh Phú sẽ quyết định cải tạo chỗ này thành vườn hoa tam giác mạch. Tôi cho rằng là chỗ này là rất là đẹp, bởi vì gần đường và cái địa thế để chụp ảnh cũng rất là tốt. Nó có cái những hòn đá như thế này để chụp ảnh thì tuyệt vời. Đây, những chỗ này này để đứng nó đẹp đấy, nhưng mà tuy nhiên là làm cho đất này thì có vẻ là khó đấy. Lát nữa phải cuốc lên đây đi, chỗ này chắc chắn không cày được. Cuốc xong là cho đất lên, xong là trồng tam giác mạch vào. Nương rộng này ngô thì không tốt mấy, trồng cỏ thì nó cũng đã khô hết rồi này, những cái gốc cỏ này khô hết rồi vì là đất nông quá. Lại chiếc quái thú của anh Phú đang bật ở bên kia.
Đấy. Có vẻ là không nhanh hơn là mấy. Nó ban lắm. Này đẹp đấy. Du khách có thể đứng ở lại chụp ảnh. View cũng khá đẹp. Cày ở những cái độ dốc cao như này là rất là nguy hiểm, nếu mà không cẩn thận thì máy cày sẽ lật. Hy vọng là sau khi cày này lên và gieo hạt tam giác mạch thì sẽ mang lại thu nhập cao hơn cho với gia đình anh Phú. Như chị nói, chị vợ của anh Phú nói thì ngô trồng có được có 4 đến 5 bao, nếu có tốt thì có được 4 đến 5 bao thì cũng chẳng ăn thua. Sát bên đường hoa mộc miền, đoạn cua rất là đẹp. Thôi em chào anh nhá, anh cứ cầy nhá. Em chào anh. Vâng, em về đây. Dạ vâng, em chào anh. Vâng. À, như vậy là anh Phú cũng đã mệt và đã nghỉ rồi. Chỗ này anh chịu khó làm một cái mấy cái chỗ này đặt nước trồng sát vào đấy. Cho đất lên anh ạ. Được. Cho đất lên thì những chỗ nào mà gần đá ấy, thì quyệt đất vào này nó trồng nó tốt hơn. Được. Cho nó đẹp đẹp một tí ấy. Em đang ở tính quốc xong là trời mưa mới gieo mà. Tam giác mạch thì gieo khoảng 3 ngày thế nó bắt đầu lên rồi. Thì nó tốt hơn. Trồng làm như mình để là những cái hòn đá này cuốc nó sạch xong là đến luôn, sau này người ta đứng vào người ta chụp ấy. Vâng. Thì nó sẽ đẹp. Đấy, trồng ngô nó chả được bao nhiêu. Nếu mà trồng tam giác mạch thì được tầm khoảng 3-4 triệu cũng được. Nó cũng thế thôi. Nếu mà anh em thích chụp ảnh thì chụp ảnh. Nếu mình làm những cái mô hình nhiều đẹp vào thì nó chụp người ta khách đến người ta chụp mà. Vâng. Sẽ tốt hơn. Cày khó quá. Như vậy là anh Phú đã cày xong nương. Sáng nay anh cày đây. Rồi, hoa mộc miên rất đẹp. Bên cạnh này là mang về nhà anh.
dễ thôi nhỉ. Vâng. Nhưng mà phải kéo đấy. Cuốn chặt nhỉ. Mang về nhà đấy. Thế nào? Đi rồi anh ơi. Sao nào? Thử đi cả. À. Thế là về. Cày xong là bắt đầu về. Hai trong một đấy nhỉ. Yeah.